Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một thủ thuật trong Excel nhé. Đó là cách chúng ta hiển thị những cái icon trong các ô của Excel. Ok, chúng ta có một chức năng đó là icon set. Bây giờ chúng ta sẽ mở một cái file Excel ra nhé. Mình ở đây mình có một cái ví dụ nhỏ thế này. Mình có các doanh thu của từng ngày ở từng cửa hàng thứ nhất, cửa hàng thứ hai và cửa hàng thứ ba. Thế thì từng cái ngày này nè, mình muốn cho nó có những cái icon trong đây. Thì mình làm sao? Trước hết các bạn sẽ bôi đen cho mình cái cột dữ liệu mà các bạn muốn thêm những cái icon. Sau đó các bạn sẽ vào menu Home, rồi các bạn chọn Conditional Formatting nhé. Ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là Icon Set. Icon Set này các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ có rất là nhiều cái icon khác nhau nhé các bạn. Icon khác nhau nó như thế này, đó. Ví dụ là ba màu như thế này, hoặc là tăng giảm lên xuống như thế này. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, ok. Mình sẽ thêm một cái ví dụ ở đây nhé. Nhưng bây giờ thì mình sẽ chọn là Icon Set, nhưng mà mình sẽ cho là More Rules. Mình sẽ chọn là more rules để mình tự định nghĩa ra. Mình tự định nghĩa ra nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cái kiểu icon của mình nó sẽ là ba cái màu như thế này, màu đỏ rồi màu nhạt như thế này và màu xanh, màu màu cam nhạt và màu xanh nhé. Thì ở đây nó sẽ cho mình ba cái giá trị. Nè, khi nào là màu xanh? À, khi nó lớn hơn một cái giá trị nào đó mà các bạn có thể đặt ở đây, ví dụ là bao nhiêu phần trăm, ví dụ là từ từ 75% đổ lên là mình cho nó là màu màu này á. Rồi từ đây 75 nhé, mình cho là 75. Rồi trở lại dưới này là từ 50 đó, từ 50 trở lên đó thì nó sẽ là màu màu vàng như thế này, còn dưới 50 thì nó là màu đỏ. Mình ok nhé. Đó, các bạn thấy không, cái ô này thì nó sẽ mình cho một một thằng là 30.000 đi, trở nên cho nó nằm ở giữa nhé, 35.000. Đây mình sẽ chọn lại xem 40.000 đi, 40.000 xem coi nó có đổi màu không nhé. Đấy, thì các bạn tưởng tượng nhé, 67 là cao nhất thì nó lấy 67 là 100% đi, rồi từ từ đó là 40 chia cho 67 là nó trên 75% thì nó sẽ là màu như thế này. Thì các bạn có thể sử dụng những cái biểu tượng này nè để phân biệt về cái điểm của các bạn học sinh trong một cái lớp. Thì bạn nào màu xanh là điểm tốt, bạn nào màu màu cam là nó là điểm khá, còn bạn nào màu đỏ là những cái bạn cần phải có cái điểm độ điểm là nó sẽ là bị báo động chẳng hạn đó, ví dụ như thế. Rồi ok, mình sẽ làm thêm một cái ví dụ nữa là ở cửa hàng số 3 này mình cũng thêm một cái condition format, chọn icon set nhé. Sau đó mình cũng sẽ chọn một cái biểu tượng như thế này đó, các bạn thấy nè, ở đây mình sẽ có biểu tượng là những cái đồng hồ hoặc là các biểu tượng wifi luôn chẳng hạn, các bạn thấy không, rất là nhiều cái khác nhau luôn đó. Đây mình sẽ thử nha. Đó, ok. Các bạn nên nhớ rằng trong đây nè, mình luôn luôn mình có thể chọn More Rules, rồi sau đó các bạn sẽ tự định nghĩa ra cái điều kiện của mình nhé. More Rules nè, các bạn sẽ định nghĩa ra được cái những cái điều kiện các bạn có thể định nghĩa trên đây nè. Rồi dưới này là chọn những cái bộ biểu tượng, các bạn thích bộ biểu tượng nào các bạn sẽ chọn đó nhé. Rồi ở đây thì các bạn có thể là cho nó là bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ là cái gì đó, đó thì tùy các bạn nhé. Đó, có rất là nhiều cái cách khác nhau nha. Ok, mình hy vọng là cái icon set này sẽ giúp cho các bạn có cái bảng tính, mình nhìn nó rõ ràng hơn, nó dễ chịu hơn và nó giúp cho các bạn thao tác với Excel nó nhanh hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Mong rằng các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký kênh để mình có động lực tiếp tục phát triển những cái video clip tiếp theo nhé. Ngoài ra nếu có câu hỏi, có đóng góp thì xin các bạn hãy comment phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn. Bây giờ trên màn hình các bạn đang có một số cái video bên trái hoặc bên phải. Các bạn hãy click chuột vào để tiếp tục xem những mẹo vặt mới nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào.